Hôm nay chúng ta sẽ trở lại những cái video animation thiểu năng. Thì trước khi bắt đầu vào video thì mọi người đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký cũng như vào cái chuông để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì let's go. I have a question. Tôi có một câu hỏi. Trời ơi, má hỏi cũng không được đâu. Wait, what? Ủa cái gì vậy? Chưa bắt đầu mà có thằng chết rồi. Wait. Cái này cái Squid Game này theo cái chế độ gọi là hardcore nè. Đây, những nhân vật phụ thì sẽ không có khuôn mặt. Lâu lâu sẽ có con mắt đó, có mấy đứa có khuôn mặt. Nhưng những nhân vật chính thì sẽ có cái khuôn mặt rất là HD nha mọi người, rất là kiểu nó bị bể ảnh này sao á, phải kéo ra cái kiểu này. Đây là dàn nhân vật chính. Ôi má, mày chơi vậy mày chơi mình mày luôn đi. Có cái con bé này nó phải xoay nhưng mà không, nó xoay nửa người, nó bẻ hết cái phần xương của nó quay qua một nửa người của nó ra đằng sau luôn. Chơi vậy chơi gì nữa? Trời ơi, không ngừng cái chết hết luôn, chết một bầy. Tôi nhớ anh này rồi, anh này là cái anh mà gọi là gì ta, gián điệp đúng không? Kiểu anh trà trộn vào đúng không? Ok. A billion South Korea won in my local currency, có nghĩa là 1 triệu won ở Hàn Quốc trao đổi, quy đổi ra tiền ở cái địa phương của tao là bao nhiêu tiền? We don't care, we still want to live. Tụi tao không quan tâm, tụi tao chỉ muốn sống thôi. Đúng. Đó, phải giành lấy sự sống mọi người ạ. À, 4,12 nano giây sau. Okay, let's play. Có nghĩa là trong phim thì nó cảm giác là nó vừa chứng kiến một loạt người vừa tử vong vì bị bắn chết nên nó sợ quá, dừng cuộc chơi trong vòng 4,12 nano giây, bắt đầu cảm thấy cuộc đời mình bế tắc rồi, không còn gì để mất rồi, quay lại cuộc chơi. Má sao mà thiếu nghị lực quá vậy? Ok, tao có 4 viên. Cái mặt thằng nhân vật chính khấm. Ui what? Ui hơi sai kịch bản. Rồi thằng Ấn Độ, thằng người Pakistan hay là người gì đó, người Trung Đông nó bị lợi dụng. Trời má, chưa kịp lợi dụng nó bắn ta luôn, nó bắn mấy này giang hồ quá, thôi tham gia với mấy này mất mạng, chỉ có mất mạng thôi chứ không có lấy tiền được. Lên thiên đàng nè. Má, coi xong video này tôi phải coi lại Squid Game chứ không trầm cảm, tôi không hiểu gì luôn. Rồi chạy kiểu Naruto luôn. Ủa, hào quang nhân vật chính đây rồi. Cái này là lấy hình trên mạng xong rồi không có cắt được cái watermark của nó đúng không? Nói chung là coi video của cái kênh này á, cái kênh Shoryu Entertainment này á, phải sử dụng não rất là nhiều và hệ thần kinh của não của chúng ta phải hoạt động max công suất. Chứ không hiểu mẹ gì hết coi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại chủ đề tiếp theo. Let's go. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với người nhện Peter Pop. Không thể như thế được. Người nhện bận cái quả quần không thể nào nam tính hơn được. Cái gì vậy? Thần tượng. Người nhện mà bắn tơ từ tay là sai rồi nha mọi người. Đây là đúng nguyên bản nhất. Người nhện bắn từ lỗ đít, đây mới gọi là đúng là người nhện nè. Tại vì ở trong tự nhiên thế giới động vật thì nhện nó bắn tơ từ cái phần hô hấp của dạ dày và cái kiểu vậy đó. Người nhện này hơi ẻo. Ui, ghê. Vậy mới gọi là đúng là nhện này. Nhưng mà nó trước khi mà nhện tơ nó bắn ra thì anh ta giữ bằng cách nào? Thường là lấy tay nắm. Chắc là thanh niên này chắc mỗi ngày đều tập cơ đít đó mọi người. Tập cơ đít cho nó bự lên để lấy cặp mông kẹp dây lại để giữ mình trên cái tơ dây để bay. Ôi, bị khiếm nhã đấy cái con thằng siêu anh hùng mà cũng khiếm nhã nữa. Mày vậy mày. Mà combat đỉnh cả. Ây da. Không gian. Khoan đã. Wait a minute. Spider-Man mà tại sao lọt đâu ra thằng Squid Game ngồi. Ok. Đây rồi. Con cơ hội chiến thắng đây rồi. Đi. Tàu chạy nhanh hơn. Nếu mà tôi đoán không lầm đây là tiến sĩ thằng lằn đúng không? Thằng lằn hay là tiến sĩ kỳ nhông hay là gì đó tôi không biết. Nhưng mà ông này giống lắm. Thế thì chỗ đâu để bắn tơ nữa? Ây da. Cặp mông thật là phúc hậu và phì diêu. Xem xong thì tôi nghĩ là tôi không nên chọn Spider-Man nữa. Chỉ ở trong cái vũ trụ này thôi, Spider-Man nhìn nó rất là yếu, nhìn nó rất là yếu, nó đánh không lại một người gọi là gì ta, nhân viên văn phòng. Vậy thì các bạn đã đủ trầm cảm chưa? Chưa đâu, chúng ta còn nhiều chủ đề và mời các bạn đến với lại cái chủ đề tiếp theo. Thì đây là cái điệu nhảy huyền thoại Pineapple Band. Tôi không hiểu tại sao ngày xưa cái bài này nó viral dữ dội luôn á mọi người. Bạn I have an apple. Anh ta đã giác ngộ được rồi. Anh ta nói, anh ta nghĩ trong đầu là chúng ta không nên gọi là gì ta, phung phí thức ăn cũng như là trái cây, bất cứ cái gì mà bỏ vô mồm được á, thì không nên phung phí. Đấy, tại vì phải tốn công sức của những người đã trồng nó. Uống nước nhớ kẻ trồng cây. Tại sao lại nói như vậy? Nhiều người nói là uống nước nhớ nguồn, nhưng mà không, tao uống nước dừa, nên là tao phải nhớ kẻ trồng cây trái dừa. Không đủ kinh phí hay là do tài năng làm animation quá đỉnh đi. Dòng nước, không thấy dòng nước, chỉ thấy chữ water thôi. Đấy, bao công sức để cho cái cây nó to, nó lớn. Chúng ta không nên lấy bút chì chọt vô trái táo, bút chì cứ bán cho rong quýt thôi. Cái gì vậy? Không mà cái này làm quá, nó có trái táo không mà. Apple juice cũng được, cũng được. Nó khóc. Trái táo biết tổn thương, nó biết nó cũng đau lòng đấy. Nó cũng tổn thương đấy. Rồi ông nội này làm gì đây? Bay về hành tinh mẹ hả? Không hiểu. Nói chung thì xem video này chúng ta cần phải động não nhiều lắm. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đến với lại một cái chủ đề tiếp theo, Squid Game, nhưng mà đây là Squid Party. Ok, đang ngủ. Thằng Chùm đây rồi mọi người. Thằng Chùm đang tới. Cái gì vậy? Chơi vậy không vui nha, chơi vậy mất dạy nha. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ê, ông số 1 là ông già đúng không? Quyền năng vô hạn mà sao cặp mông nhìn cơ không vậy, nhìn lực điền vậy? Ông già số 1 đây sao? Mà lần này nó chơi nhạc luôn, lần này nó chơi tới luôn, nó không cho nhỏ ngủ luôn. Ê, tính ra ông già này là sếp mày luôn á. Thêm con nhỏ nào đây? Tay tình à. Nó nhìn cặp đùi nó kẹp vô một cái nín thở luôn, nó kẹp cổ em đi chị ơi. Đùa mày, tao là sếp mày đó. Ui. Sao mấy đứa muốn sao? Chị đây là đẹp nhất. Cặp mông của chị đây là gọi là gì ta? Gọi là hoành tráng nhất. Xuất hiện rất là hoành tráng, hiểu không? Ok, chủ đề tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại cậu bé bọt biển. Thằng bọt biển này hơi bị John Cena nha mọi người. Ai đây? Vào đi. Patrick, bạn thân của ta. Nhìn mấy cái clip này nhìn nó hơi bị, nó có cảm giác không phải là ám ảnh. Nhìn nó hơi quy á mọi người, nó quy á. Ủa có thanh máu luôn kìa. Màn combat đỉnh cao. Chích, có chuyện gì với mày vậy? Mày là bạn thân của tao mà. No. Mưa đâm. Rồi thôi con ốc nó làm gì nên tội mà mày đấm nó. Mày đã đụng tới bạn thân nhất hàng bạn thân luôn. Mày không phải là Patrick. Nhất dương chỉ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại một cái chương trình mà mình hay reaction trên kênh mình. Đó chính là How to Basic. Nhưng ở cái gọi là gì ta, ở cái phiên bản của cái kênh này đó, cái kênh này nó làm How to Basic luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ làm cái gì đây? Trứng chiên dành cho người ăn chay. Yeah, boy. Trời ơi, bóc từ nhà vệ sinh lên có nguyên trái trứng luôn. Ôi trời ơi, bóc từ cầu tiêu lên nguyên trái trứng luôn. Mẹ của trái trứng đang tới. Không có gì bạn có thể làm được. Mẹ của trái trứng là gà. Cái này hợp lý nha, cái này hợp lý nha. Nó sẽ về cái chủ đề là gà có trước hay là trứng có trước. Đây là món ăn trứng chiên dành cho người ăn chay. Hôm nay chúng ta sẽ đến với món sushi cá. Thằng này phải Thanos. Cái gì vậy? Ê, sushi. Rồi ông này cũng tỉnh nữa. Tại sao ông lại dành đồ ăn của người này? Vô. Tới rồi. Thằng nào? Nó hơi sai nha. Tôi nhớ là Aquaman là cầm đinh ba mà ta. Hả? Tại sao lại cho phòng này phòng chơi dao mà tại sao có súng ở đây nữa? Phòng này phòng chơi dao mà má. Ok, không ăn sushi không bạn nha. Mình đã kiểm chứng rồi mọi người. Mình đã tới một cái gọi là nhà hàng Nhật Bản và mình lấy miếng sushi, mình gọi là gì ta, quệt miếng wasabi, mình chấm với lại nước tương. Nó là một cái gì đó mà nó rất là tuyệt vời. Khi mà các bạn biết ăn được wasabi, các bạn kết hợp với lại sushi thì nó là quá là tuyệt vời luôn. Còn các bạn không biết ăn á thì nó chỉ là một cái món nó đơn giản và đơn thuần thôi. Nhưng nếu mà các bạn ăn được wasabi thì nó là một cái món vũ trụ. Ok, vậy thì video này cũng đã dài rồi, và các bạn thích nhất cái đoạn nào, cái chủ đề nào trong video này thì các bạn nhớ bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye, peace.